Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Lamex Finance. Anh chia tổng giải thưởng là 85.000 token Lamex nè các bạn. Tổng giá là 34.000 đô nữa các bạn. Thì trong thể lệ như sau nè các bạn. Sẽ có 100 điểm, 100 member có bài thi cao nhất sẽ nhận được 200 token, 250 token LMF nè các bạn. Và 20 token LMF random cho 3.000 winner nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click cho bằng link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh Telegram này các bạn. Chỗ này khá là ngon nha các bạn. Rồi các bạn join chào nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng vào setting copy username Telegram mình nha các bạn. Nhấn vào đây. Rồi bạn continue nha các bạn. Tại lấy cấp tra cái này, nhập tôi qua đường máy. Làm đâu lắc thêm. Rồi, tiếp tục các bạn join tiếp kênh channel nha các bạn. Rồi, vào đây thì website, Twitter của nó nè các bạn. Rồi, bấm đắp lên thay cho các bạn. Rồi, bấm continue nè. Follow Twitter của nó nè. Trên tờ router bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bắt đặt lên. Rồi bấm continue. Tiếp tục follow cái nữa nè. Ủa like. Rồi các bạn like nha các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn like, bot, comment, tăng 3 người bạn nữa các bạn. Submit URL. Rồi các bạn nhớ comment tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Vào đây nè. Các bạn trả lời nó 3 người bạn mình vào nè. Trả lời nè. Submit you comment URL. Thì các bạn mở từ Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Rồi bạn nhấp vào avatar, nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Các bạn qua tweet cho trả lời nha các bạn. Các bạn chia sẻ các bài các bạn được comment nè. Link comment nha các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Dán vào đây. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn like fanpage Facebook nè. Share link. Like fanpage 1 nè. Các bạn thích nha các bạn. Rồi các bạn bấm đắp đi. Rồi like fanpage 2 nha các bạn. Bot nè. Rồi bấm thích cái nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like cái nè. Các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Rồi các bạn công khai nè. Bạn bật ghim chữ đi. Good, I drop. Rồi bạn đăng nha các bạn. Sau khi đăng xong thì bạn bắt đắp lên nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ thì chọn khác nha các bạn. Rồi các bạn sao chép đường liên kết Facebook mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp đây bằng dán vào đây nè. Rồi bấm continue nè. Rồi tiếp tục các bạn xem qua website của nó nha các bạn. 2 giây. Rồi, các bạn connect với mạng son của tất cả các bạn luôn đi các bạn. Ơi, sorry các bạn. Connect với son led nè. Rồi, các bạn bấm. Rồi, các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn điền địa chỉ với son led.io tất cả các bạn nè các bạn. Cái nhiệm vụ nãy các bạn muốn connect, connect, không connect cũng được nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ son mình mà. Các bạn dán vào đây nè. Bấm continue. Rồi sau đó bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.